Sau một tuần dành đạt, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì nay mai là lễ là tháng 9 rồi, còn mấy cái linh tinh đây, một số khách này người ta dặn người ta qua ta lấy mà thì ta bận người ta không lấy gì anh em. Thì bữa đạt đăng cái ghi âm cùng này 1,5 triệu nha, ghi âm cùng quay thái 50 này 1,5 triệu, có khách ta lấy rồi. Anh Tuấn nè, anh này là cũng mới mua hàng của đạt có một lần thôi mà anh kêu anh chạy xe tải á, anh kêu ghé ngang đạt lấy thì trước lễ. Nói chung là anh dặn là từ trước tháng 9 rồi mà là anh qua anh lấy rồi, mà giờ là hôm nay là 1 rồi, mai là 2 mình nghỉ lễ rồi, mình gọi anh không nghe máy luôn đó. Thì khách cọc 200 rồi ha, 1,5 triệu khách cọc 200, còn 1,3 triệu anh em là lấy, liên hệ mình ghi đồng cùng quay 210 nha, in 100% cho anh em luôn. Đây cùng star, đây cùng công tác bên này, đây đầy đủ các chức năng cho anh em ha, đúng cùng in nha, đúng cùng zin hết nha. Đó. Chung thì thôi bán 1,3 triệu thì bán 1,2 triệu cho anh em luôn đi. Anh em là nhanh gọn thì liên hệ mình nha. Đó, đúng đồ zin theo xe ha. Cái này là mộc nha, không có vệ sinh gì đó. Mộc sao để vậy, bụi bặm nó còn nhiều ha. Đây, cái này nó rất là đẹp, mình chưa có vệ sinh gì kia nè. Đó, zin hết, không có mục lủng, không có bị hàn đắp gì hết nha. Anh em là lấy liên hệ mình đây này. Hàng khách này người ta đây anh Tuấn này, mình phải ghi lại anh em, tại vì đợt trước mình nhân viên mình nó không biết á, nhiều đứa nó tự chưa bán cái nó đem ra nó bán cho khách, thì giờ mình mấy cái này là mình ghi lại hết để cho anh em chúng ta mua không bị lộn. Đấy thì anh em là muốn mua liên hệ mình nha, bộ ghi đông cùng quay 210 nè, có một bộ duy nhất thôi, tặng anh em dây thắng, dây ga, dây e luôn, anh em về anh em muốn làm gì làm. Đấy, lên xe cái này gắn quay alpha, quay thái, z ít gì đều được hết nha. Đó, anh em muốn vô xe thì anh em có thể quan tâm đến cái bộ này. Thì nói chút một chút về ghi đông của quay thái 110 thì nó anh em sẽ thấy nó màu đen nè, chứ không phải màu trắng giống như là quay alpha nha. Và ghi đông quay thái thì được cái là nó rất khó mục, và cái cây ghi đông này rất là cứng. Nếu như một số cây ghi đông như quay alpha anh em để ý thì xe quay alpha nó hay bị cong, hay bị cong tay lái, cong chặng ba, tại vì đồ của nó rất là mỏng. Còn riêng những cái đồ quay thái này nè em, thực sự luôn, những xe quay thái mình rã trước giờ rất ít khi bị cong chặng ba luôn, tại vì chặng ba nó rất là cứng nha. Cái những rồi cái ghi đông mình kia nó rất là cứng, ít bị mọt lắm. Còn đa số quay alpha mà đã thấy giờ là mua về là rất là nhiều xe bị hàn ghi đông luôn. Thì anh em là chúng ta có muốn thay thế cho những cái xe quay alpha cũng được, hoặc là quay thái anh em muốn thay thế cho nó ok ngon hơn thì cũng có thể liên hệ mình. Đây, tất cả bộ này là dây điện jack này kia của nó là zin hết này, zin theo xe hết nha. Cho nên là anh em cứ yên tâm, mua về là gắn vô xài thôi, không có phải chế cháo hay làm bất kỳ cái gì hết á. Cái này gắn vừa cho mấy cái dòng xe quay nhỏ như là quay A, quay nhỏ như là quay Alpha, quay ZX, quay lốc đen luôn nha. Còn quay tháng 100, quay 210 thì vừa khít luôn, không phải nghĩ ha. Đấy, anh em nào muốn mua liên hệ mình nha, giá là bao ok cho anh em luôn. Lên xe là chỉ có 1,2 triệu thôi. Đấy, tại vì khách người ta bỏ cọc thì bán rẻ cho nó nhanh nha. Ok, ngày mai cũng là ngày 2 tháng 9 rồi, chúc anh em có một ngày nghỉ lễ vui vẻ nha. Nếu mà ngày mai được thì mình sẽ lên clip cho anh em, còn nếu không thì mình cũng mai cũng đi chơi. Ok, anh em nào muốn mua liên hệ mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, có một cây duy nhất thôi nha.